chúng ta. Một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi, dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ, dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng, dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng, dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý, đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận.